anh chị em và ở cùng cha. Bài chiết phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria vợ ông Clopas và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Thánh Gioan hôm nay nó thuật lại một vài sự việc diễn ra dưới chân thập giá của Đức Giêsu, đặc biệt nơi Đức Maria. Chúng ta thấy đức tin và trách nhiệm có thể làm xoa dịu cái nỗi khổ đau của con người. Thật vậy, Đức Maria đã trải qua mọi nỗi khổ đau của một con người rất bình thường. Đó là mẹ đã chứng kiến mọi sự việc đã diễn ra nơi Đức Giêsu, từ khi bị bắt, bị đánh đòn, tra tấn và đóng đinh. Mẹ đã nhìn thấy một người lính cầm lưỡi đồng đâm thấu cạnh sườn của Đức Giêsu. Mẹ cũng nhận ra những nỗi đau của sự phản bội, bỏ rơi và sỉ nhục nơi người con của mẹ bị coi là một tử tội. Và nhất là Đức Maria cũng cảm nhận được nỗi đau của một nhân loại tội lỗi đang quằn quại trong sự nô lệ của sự dữ. Đau khổ là một điều rất tự nhiên đối với một người mẹ khi phải chứng kiến những đau khổ hay cái chết của người con mình. Thế nhưng nơi Đức Maria, chúng ta còn thấy mẹ có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin vững vàng đã biến mọi sầu buồn bi ai thành một niềm trông cậy và yêu mến. Từ đó ta thấy được cái sự can đảm vững vàng của Đức Maria. Mẹ không gục đầu xuống đau thương bên thập giá, nhưng hiên ngang đứng giữa trời, ngước mặt lên trời mà cầu nguyện. Mẹ chấp nhận mọi đau thương xảy đến như là thánh ý của Thiên Chúa, đón nhận những đau khổ như là Đức Maria đã từng đón nhận trong cuộc đời của mẹ, với một niềm tin vững vàng vào những gì Thiên Chúa sẽ thực hiện. Đau khổ trong đức tin, như Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài đã nói, đau khổ nó làm cho tình yêu được mở ra, sống động và tồn tại. Và điều đó ta thấy nơi Đức Maria, đó chính là một niềm tin vào Đức Giêsu sẽ phục sinh. Tiếp đến, ta còn thấy nơi Đức Maria có một trách nhiệm, đó là trách nhiệm đối với các môn đệ mà Đức Giêsu trao cho khi ngài nói với thánh, khi ngài nói với mẹ trước mặt Thánh Gioan: Này là con bà. Mẹ có trách nhiệm ở lại với các môn đệ của Đức Giêsu để tiếp tục nâng đỡ đức tin cho các ông. Mẹ cũng đã hiện diện và cầu nguyện với các môn đệ để chờ đợi ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mẹ cũng đã truyền cái cảm mến và kinh nghiệm của một đời sống nội tâm sâu xa để giúp cho các môn đệ luôn tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Thiên Chúa. Từ đó
các ông có thể dấn thân trong công việc rao giảng tin mừng. Hình ảnh của Đức Maria dưới chân thập giá, chúng ta nhớ đến biết bao nhiêu những con người đang đau khổ và tuyệt vọng vì chiến tranh, vì hận thù, chia rẽ, bội bạc, và nhất là vì tình trạng dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Chúng ta cầu xin Đức Maria luôn chở che, an ủi và nâng đỡ, cảm thông với những đau khổ của con người. Chúng ta cũng cầu xin mẹ luôn củng cố đức tin, đức cậy và lòng yêu mến nơi những con người đang sầu buồn, than khóc trước những đau khổ và cái chết của người thân yêu. Chúng ta cũng xin cho họ được can đảm vượt qua những đau khổ và tiếp tục chia sẻ cái tình yêu và trách nhiệm của một người ở lại đối với những anh chị em xung quanh của mình trong một đức tin, đức cậy và đức mến như Đức Maria đã thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Amen.